Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Bất Động Sản Nhà Tốt là kênh chuyên giới thiệu tới toàn thể mọi người những dự án về đất thổ cư, nhà ở liền kề, nhà dân gửi bán, nhà của các chủ đầu tư gửi bán có diện tích trên sổ đỏ từ 30m² trở lên và có cái giá chào bán chỉ từ 600 triệu đồng. Hôm nay em đứng trước một cái vị trí mới của bên công ty em. Cái diện tích này, cái vị trí của cái căn nhà này rất là tuyệt vời. Vị trí ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Hiện tại em đang đứng trước cửa của căn nhà đây. Mời mọi người đi theo em nhé. Căn nhà này có thể kinh doanh nho nhỏ, buôn bán được mọi người ạ. Với cái diện tích nhà sử dụng là 33m², xây 5 tầng. Và ngõ trước nhà là 6m, mọi người có thể quan sát luôn dùm em. Đấy, mọi người có thể quan sát đi ạ. Với cái ngõ 6m và cái trục đường chính của phường Yên Nghĩa rất là thuận lợi cho việc kinh doanh buôn bán nho nhỏ. Mọi người, em đang tiến vào phía cửa chính của ngôi nhà. Mọi người có thể nhìn thấy cửa chính của ngôi nhà là được làm bằng cửa cuốn. Cái ngôi nhà này thì đang là trong cái thời gian vào hoàn thiện nên là mọi người có thể nhìn sơ qua nó rất là bừa bộn. Nhưng mà em cũng muốn quay gửi tới toàn thể quý khách hàng, bởi vì là có những cái quý khách hàng hỏi em là bên em có những cái căn mà đầu tư kinh doanh buôn bán được không, thì hôm nay em xin gửi tới mọi người cái vị trí căn này là nhà này. Thì mọi người nhìn sơ qua có thể thấy là hoàn thiện cũng đến 80% rồi, chỉ còn một chút về dọn dẹp cũng như là lắp cầu thang thôi. Thì đây là vị trí phòng khách của căn nhà. Cái căn nhà này thì em sẽ chỉ quay sơ sơ cho mọi người biết thôi nha. Khi nào mà vào hoàn thiện sạch sẽ rồi thì em sẽ quay rất là kỹ lại cho mọi người. Đây là phía phòng bếp đây. Mọi người có thể ngắm qua một chút. Bếp thì cũng đã được lắp đặt gần như là xong hết rồi. Và cái thiết kế của cái ngôi nhà này là 5 tầng thì là mỗi tầng một nhà vệ sinh. Đây mọi người có thể nhìn luôn, tầng 1 một nhà vệ sinh. Tiếp theo mời mọi người lên tầng 2 cùng em. Tầng 2 của căn nhà cũng được thiết kế một tầng ngủ, một phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Đây mọi người có thể quan sát luôn, phòng ngủ rất là rộng, thoáng. Hướng chính của cái hướng nhà này là hướng đông bắc mọi người ạ. Rất là thoáng mát. Hiện tại thì là cái điện của bên em đang là chưa bật được. Tuy nhiên thì rất là sáng mọi người, thấy không ạ? Ánh sáng tự nhiên vào căn nhà này, cái phòng nó đã choáng ngợp cái ánh sáng rồi. Mở và có cái cửa này là mở ra phía ban công ở bên ngoài. Rất là thoáng. Cái căn phòng này ở tầng 2 cũng có một nhà vệ sinh phía ở bên trong. Quay qua cho mọi người biết. Có hệ thống sen cây cũng như là đầy đủ lavabo bồn cầu. Xin mọi người lên tầng 3 cùng em. Tầng 3 cũng được thiết kế tương tự như tầng 2. Cũng là một phòng ngủ và một nhà vệ sinh, tương tự như tầng 2 vậy. Xin mời mọi người. Vì là nó hơi bừa bộn cho nên là em sẽ chỉ quay sơ qua thôi nhá. Khi nào mà vào hoàn chỉnh xong hết rồi thì em sẽ quay lại để mọi người cùng ngắm lại nhá. Căn nhà này, những cái phòng ngủ này là được thiết kế theo kiểu khép kín, nhà vệ sinh ở phía bên trong. Đây, phòng nào, phòng vệ sinh nào cũng đầy đủ hết. Hệ thống sen vòi, cũng như là bồn cầu lavabo, đầy đủ hết. Tiếp theo xin mời mọi người lên tầng 4 cùng em. Tầng 4 của cái căn này cũng tương tự như tầng 2 và tầng 3.
cũng một phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Mọi người thấy không? Em không bật điện nhưng mà rất là sáng. Rất là sáng và thoáng. Rất là mát ạ. Rộng đúng không ạ? Với cái diện tích 33m² mà chia một tầng, một phòng ngủ và một nhà vệ sinh thì rất là rộng. Mời mọi người lên tầng 5 cùng em nhé. Tầng 5 của căn nhà trên này thì được thiết kế một phòng thờ và một sân phơi. Rất là thoáng. Đây, mọi người có thể quan sát. Có giếng trời cho toàn bộ cái căn nhà này. Đây là chính là cái phía sân phơi của căn phòng. Mọi người nhìn thấy không ạ? Rất là rộng. Cái vị trí căn nhà này thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội và có cái giá chào bán là 2 tỷ đồng. Có thể kinh doanh buôn bán được. Đường rất là rộng, đường trước nhà là 6 mét, xây và thiết kế là 5 tầng, thiết kế là 3 phòng ngủ, 4 phòng vệ sinh và một phòng thờ, một sân phơi, rất là thuận tiện để mọi người có thể ở vừa kinh doanh. Thì mọi người nếu như mà có muốn biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng gọi điện cho em Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người nếu như xem video thấy hay thì bấm like cũng như là đăng ký kênh giúp em để có thể biết thêm được nhiều thông tin chi tiết. Xin chân thành cảm ơn.